Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong cùng video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng VCoin98. Hôm nay chúng ta có một chương trình IDO đặc biệt cho xem nền tảng VCoin98 với một pot giải thưởng khá lớn. Pot giải thưởng ngày hôm nay sẽ lên tới là 50.000 đô giá trị token C98, một đồng coin của ví coin 98, và 500.000 token hot growth, 50.000 token IDEA. Tổng pool thì có thể lên tới 75.000 đô với sự chào đón sự ra mắt của phiên bản coin 98 Super Upper 12.0 thì coin 98 hợp tác cùng hot growth và một dự án là Impulse Finland để tổ chức siêu sự kiện Swap to Earn với giải thưởng cực chất lên tới 75.000 đô. Thế chi tiết trong sự kiện này thì gian diễn ra sự kiện thì hiện tại chúng ta đang trong gian sự kiện và sẽ kết thúc sự kiện vào lúc 23:59 ngày 8 tháng 7 2022. Cơ cấu giải thưởng chúng ta sẽ có 3 pool. Pool thứ nhất thì dành cho top những người khối lượng từ cao nhất sử dụng cái tính năng Swap ở trên nền tảng coin 98 Super. Pool này thì khả năng cao là anh em kênh chúng ta thì không có khả năng để có thể giành được pool này. Cho nên anh em muốn tìm hiểu thêm pool này thì các bạn có thể đi theo link chi tiết về sự kiện mình để phía dưới phần mô tả video. Tuy nhiên chúng ta có một cái pool ra swap nhanh tranh quà với pool giải thưởng là 10.000 đô giá trị quyền C98. Thì pool này thì mình nghĩ là các bạn ở trên kênh chúng ta ăn được. Thì anh em muốn tham gia pool này thì chúng ta sẽ cần phải vào link C98 Snapshot. Chúng ta sẽ ấn cho mình nút Join Now. Thì khả năng thì chúng ta sử dụng cái tính năng DFP trên coin 98 ta làm cái điều này. Đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Anh em sẽ mở ví coin 98 ra thì các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng quả cầu hình tròn này này. Chúng ta sẽ dùng cái tính năng DFP ở trên nền tảng ví coin 98, chúng ta paste cái phần link vào đây. Các bạn ấn vào cho mình nút Join Now. Đây yêu cầu chúng ta sẽ swap 5 lần để win, chúng ta vào nút confirm luôn. Được chưa? Sau khi chúng ta đã join thì các bạn nó yêu cầu chúng ta là nhanh tay hoàn thành 5 lần swap của lượng dịch tối thiểu 50 đô cho một lệnh. Thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được 16 đô C98. Thì anh em có thể thực hiện các lệnh giao dịch với một trong các token như là C98 này, Hot Growth, IP và BNB. Đấy, thì cái này rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng swap thì các bạn sẽ ấn vào tạm thoát ra bên ngoài. Có thể ấn vào nút back để thoát ra ngoài và chúng ta sử dụng cái tính năng swap. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng hoán đổi mặc định. Mặc định ở trên nền tảng ví coin 98 chúng ta. Sau đây anh em chúng ta có thể quay trở lại cái giao diện chính, mình tìm lại tính năng swap xem nào. Nó có một tính năng swap mặc định ở trên ví. Đây rồi. Chúng ta hãy chọn mạng Solana. Sorry anh em, không phải Solana đâu. Ấn lại cái này đi. Mạng Binance Smart Chain. Đấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ thay vì chọn các cái tính năng khác, chúng ta sẽ chọn ở trong phần hoán đổi sẽ chọn sang mạng Binance Smart Chain. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể hoán đổi sang BUSD hoặc là chúng ta cứ hoán đổi trực tiếp sang BNB đúng không ạ? Ta sẽ vào đây tìm con mã là Solana. Sorry anh em, con C98. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm cho mình cặp giao dịch là USDT chẳng hạn. Thì nói chung anh em cần phải có C98 ở trên ví, chúng ta thực hiện cái tính năng swap này. Và vốn tối thiểu là 50 đô cho một lệnh anh em nhé. 50 đô cho một lệnh thì chúng ta sẽ thực hiện đi khoảng 5 lệnh swap. 5 lệnh swap thì 5, 25, 250 đô. Hết khoảng, tức là tổng vốn 250 đô, cộng cả phí cả hao 250 đô thì anh em sẽ mất khoảng lơi tầm khoảng cỡ độ là tầm khoảng mở contract nữa nhỉ, có một lệnh mở contract. Hết tầm khoảng 3 đô phí, các bạn sẽ nhận được 16 đô C98.
Ở trong đây thì chỉ có 625 người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất thì sẽ ăn được cái kèo này. Các cái giao dịch TXI điểm lệ thì anh em ghi nhận kể từ khi sự kiện bắt đầu, và anh em buộc phải nút join khi tham gia sự kiện để bên Coin98 họ bắt đầu đếm cái TXID chúng ta nhé. Đó. Nếu như mà anh em mà lọt vào số 625 người thì chúng ta sẽ ăn được kèo, và mình cũng xếp ngay thời điểm mà phía bên Coin98 ra và mình tìm thấy video, tìm thấy cái bài. Cái này thì các bạn để ý thấy là ở trong cái biểu Glim của bên Coin98 thì có 9.285 NG. Chứ cái 285 NG thì ở đây thì các bạn có thể chia ra thì chắc là cái số lượng thì cũng chưa nhiều đâu. 2, 4, 6, 7, 9.000. Để mình tính xem nào. 9.285 mà chia cho 7. Như vậy là có độ cũng khoảng 1.000 người làm rồi. Đấy, mình cũng thôi thì mình cứ phổ biến cho anh em thôi. Còn nếu anh em nào có khả năng làm chúng ta có thể làm, còn không không có khả năng thì thôi, được chưa? Còn đối với cái sự kiện mà trên mở Uglim này thì anh em yên tâm là chúng ta không cần phải swap ra gồm gì cả. Các bạn tham gia như một chương trình aerob thông thường thôi nhá. Cái này thì không yêu cầu các bạn swap gì cả. Thì đối với cái chương trình này thì chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ follow các kênh mạng xã hội của Coin98 và của các cái dự án mà liên kết trong cái sự kiện này. Ra follow này, follow đấy, cái nhiệm vụ này thì mình cũng đã follow rồi, có một thêm cái nhiệm vụ là retweet thì mình chưa retweet thôi. Xác nhận nhiệm vụ này. Để link lâu quá bây giờ phải đi loát lại trang thì mới xác nhận được. Anh em chờ chút nhé. Rồi. Chỉ có một nhiệm vụ nữa, đó là mời một người bạn sử dụng ví Coin98. Thì cái này chúng ta sẽ submit level ID và đừng quên update BEP địa chỉ B20 Coin98 cho AK của bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ gửi cho nó cái level ID thôi. Đúng không ạ? Ta sẽ gửi cho nó cái level ID ở phía dưới đây. Thì các bạn có thể tìm thấy cái Refer ID ở trên ví Coin98 rất là đơn giản thôi. Mình thì lại tắt bất cái tính năng liên kết gì với lại điện thoại và máy tính thôi. Thì các bạn chắc là chúng ta cũng đã đều biết lấy cái Refer ID rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần lấy Refer ID hiện ngay góc trên bên cùng, trên cùng bên bên trái anh em nhé. Đây này, anh em nhìn thấy góc trên cùng bên trái chưa? Đó. Và anh em lưu ý là chúng ta sẽ cần phải update cái địa chỉ ví. Các bạn ấn vào đầu tiên đây là hướng dẫn từ từng bước này. Ấn góc trên này. Update địa chỉ ví chúng ta sẽ chọn ví này. Rồi, tiếp đó thì chúng ta sẽ lộp cho nó cái Refer ID là ở đây, được chưa? Nó lộp lên đây là được. Và ấn Continue. Cái này sẽ là thông tin để nó phân phối giải thưởng cho chúng ta anh em nhé. Từ từ để mình xem nào. Mình xem lại cho này. Cập nhật địa chỉ ví B20 mà bạn được của bạn được gắn vào tài khoản, tôi sẽ gửi. Rồi. Ok, mình vừa đi hỏi bộ phận hỗ trợ của bên phía Coin98 thì được biết thông tin cái này là Refer ID anh em ạ. Refer ID chính là cái đoạn code ở phía trên đây. Nhưng mà các anh em nhớ là chúng ta sẽ cần phải liên kết ví chúng ta. Nếu anh em mà kiểm tra là chưa có liên kết ví thì chúng ta update cái phần ví chúng ta liên kết vào. Vì sau này phần thưởng sẽ phân phối qua cái Refer code này và nó sẽ đi vào cái phần 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 3 ở đây này. Bây giờ mình sẽ điền tạm cái Refer code vào đây. Continue. Bây giờ chúng ta có thể là gửi link ghép này giới thiệu bạn bè thân đẹp chúng ta. Cái nhiệm vụ 10 mời một người này thì mình nghĩ là không 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 phải là một nhiệm vụ quá phức tạp đâu. Đấy. Nhưng mà thôi anh em cố gắng anh em nên mời một người cho nó chắc nhá. Các bạn có thể tạo một cái ví phụ ra được chưa? Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hoạt động trên ví Coin98, hoạt động kỷ niệm
việc ra mắt phiên bản mới của nền tảng Bitcoin 98 phiên bản 12.0 với một pot giải thưởng khá lớn 75.000 đô, bao gồm token Coin 98 và Hot Cross của nhà token Impossi ở Finland. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, giờ tiếp theo.